Alright, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Kênh của mình là HB Nguyễn, những loài sống dưới nước. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại cá có khả năng săn mồi rất là đặc biệt và độc đáo. Khả năng của chúng ra sao thì mời các bạn xem hết video này sẽ rõ. Chúng được nằm trong top 10 loài động vật có khả năng săn mồi đặc biệt độc lạ nhất thế giới. Và chúng sống từ môi trường nước ngọt cho đến nước mặn. Phần lớn chúng sống gần tầng mặt nước để săn mồi nha các bạn. Và chúng có rất nhiều cái tên khác nhau, nào là cá cung thủ, cá cao xạ pháo, cá tô xốp. Tên của chúng được đặt theo cách săn mồi có 102 này của chúng. Và loài cá này có thể dài đến 18 cm. Và ở những con sông của Việt Nam thì loài cá dễ thương này được mang một cái tên khá là quen thuộc, đó là cá mang rổ, hay còn gọi là cá mè rổ, cá mè rổ vân vân. Và chúng có tầm quan sát rất là tinh tế các bạn. Chúng sẽ lấy một ngụm nước để tạo áp suất trong miệng và tạo ra một lực bắn gấp 6 lần cơ hàm của chúng nha các bạn. Ôm tiêu đời. Và ngoài khả năng săn mồi bắn nước như các bạn mới vừa thấy vừa rồi thì chúng còn có khả năng lao lên táp con mồi nha các bạn. Chẳng hạn như thế này. Và khi các bạn nuôi trong bể cá cảnh thì loài cá này rất là hiền. Các bạn có thể nuôi đàn. Và mình thì mình cho chúng ăn thức ăn riêng. Còn nếu các bạn muốn kích thích khả năng săn mồi của chúng thì các bạn có thể treo một con dế trên thành hồ để cho nó bắn nha các bạn. Và loài cá này thì cần có oxy. Chúng cũng khá là trâu đó các bạn. Rồi hôm nay mình chỉ làm clip tới đây cho các bạn xem thôi. Các bạn hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ và theo dõi HB Nguyễn nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.